Xin chào bạn, hôm nay đại lý Casa Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái bộ sen cây nhiệt độ dòng cao cấp hiện tại của Casa, cũng vừa ra mắt vào cuối năm 2020 đầu 2021. Cái cây sen nhiệt độ này có cái mã hiệu là S788C. Cái tổng quan của cái sen nhiệt độ này thì có thể nhiều khách hàng chưa hiểu qua cái sen nhiệt độ là gì thì tôi xin nói qua. Đó là sen nhiệt độ có nghĩa là sen nó tự điều chỉnh nhiệt độ cho chúng ta về nhiệt độ chúng ta thiết lập sạc. Thì cái cách hoạt động nó như thế nào thì bên phải đây thì nó sẽ có cái cần chỉnh nhiệt độ, ví dụ như chúng ta chỉnh về 38 độ, chúng ta tôi đang chỉnh đây 38 độ, thì nhiệt độ chúng ta nó sẽ cung cấp ra là 38 độ, và ngày hôm sau chúng ta không cần điều chỉnh lại ha. Và chúng ta muốn dùng cái nào thì chúng ta sẽ, ví dụ đây là đang chế độ đóng nước nè, chúng ta muốn mở nước đây nè. Đây là xả xuống tay sen ha, thì chúng ta sẽ tăng mạnh nhẹ, chúng ta thấy có cái nấc ở đây nè, đây nó có nấc đây, chúng ta mạnh tăng mạnh yếu chúng ta vặn như này, nó sẽ vặn như này rất là hay, đây nó vặn như này ha, đó chúng ta sẽ tăng mạnh yếu. Và đặc biệt hơn nữa là cái xả này có chế độ xả xô nhưng mà lại không có van, không có cái nút điều chỉnh, chúng ta thấy chỉ có hai nút thôi đúng không, thì chúng ta sẽ ví dụ như này đang chế độ này là nó sẽ xả xuống xô, chúng ta muốn chuyển qua tay sen chúng ta sẽ gạt qua một cái thì lúc này sẽ nước nó sẽ đi thẳng vào tay sen chúng ta ha. Và chúng ta không muốn sử dụng tay sen và xả xô nữa, chúng ta đóng nút này lại, chúng ta mở nút này ra và chúng ta còn tăng mạnh yếu tùy chúng ta ha. Đây chúng ta tăng hết cỡ nè cho nước mạnh, thì cái này là sử dụng nút vặn nút nhấn, không làm gì em làm gì hư nữa. Đây còn đây cái bát sen của nó là hình chữ nhật ha, mặt dưới là bóng trắng. Đấy. Đấy, cái sen này. Và cái sen này còn là chia sen liền một khổ nha bạn. Đây là tay sen nè. Tay sen thì có chúng ta muốn chuyển hướng chúng ta ấn vào đây. Đấy. Nó cũng có mặt bóng rất là dễ vệ sinh. Còn đây là thanh trượt sen tắm lên xuống. Và ngoài ra đặc biệt cái thiết kế này chúng ta có thể đặt chai lọ ở đây để chúng ta tắm mà chúng ta không cần làm thêm kệ. Thì cái mẫu này tương đối rất đặc biệt. Thì sản phẩm này hiện tại cũng đang được trưng bày ở showroom Casa Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán và đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.